Em xin chào quý anh chị. Lần đầu tiên em tới cà phê Đất Việt. Em gửi tới quý anh chị một ca khúc cũng rất là xưa của nhạc sĩ Dạ Cầm, ca khúc Đưa Em Về. Xin mời quý anh chị cùng nghe. Tuyệt vời lời đồng giáo gọi mời anh và em.